cả các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay máy cắt lúa Kubota DC70 đang thu hoạch lúa ở trong sát máy vườn của nhà mình nè các bạn. Đất đây ẩm ngày mưa nó đi lầy chút xíu nha. Như chuột ở đây chuột cũng nhum nhiều lắm không? Thank you.
chôn. Chúng rồi bắt dính được hai con trồn cáo mèo. Còn một năm mấy nữa là xong rồi nha.